Tiếp tục phần nhận định soi kèo hôm nay là trận cầu giữa Wolfsburg và Bayern Munich diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 14 tháng 5 trên sân Volkswagen Arena thuộc khuôn khổ giải Bundesliga 2021-2022 Endgame. Trước tiên hãy cùng nhận định về Wolfsburg và Bayern Munich nhé. Vừa qua Bayern Munich đã bị loại khỏi Champions League, khiến đội bóng xứ Bavaria chỉ còn tập trung vào mục tiêu duy nhất còn lại của họ là chức vô địch Bundesliga mùa này. Với cách biệt 10 điểm so với đội thứ hai trên bảng xếp hạng, điều này đã chắc chắn cho chức vô địch năm nay Bayern Munich khi chỉ một vòng đấu nữa giải đấu đã khép lại. Về mặt phong độ gần đây, Bayern Munich ở hai vòng đấu gần nhất thể hiện sự bất ổn khi gặp khó khăn trước Stuttgart, dẫn đến việc họ bị cầm hòa với tỷ số 1-1 chung cuộc, và ở vòng đấu trước đó thì họ để thất bại trước đối đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng là Mainz với tỷ số 1-3. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann với 76 điểm và xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng, hiện vị trí của đội khách vô cùng vững chắc nên kết quả của trận đấu lần này là không quan trọng đối với thầy trò Julian Nagelsmann. Về đội chủ nhà Wolfsburg đang cho thấy một mùa giải thi đấu sa sút của đội bóng này. Mùa giải năm trước, Sói Xanh kết thúc ở top 4 với 61 điểm. Nhưng ở mùa giải năm nay họ đem lại sự thất vọng cho người hâm mộ khi trải qua 33 trận đấu chỉ mang 41 điểm và xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Hiện vị trí này đang cách xa với nhóm cầm đèn đỏ mùa này và kém vị trí top 4 đến 16 điểm. Vậy nên đội bóng này rơi vào hoàn cảnh không còn mục tiêu gì nữa ở mùa giải năm nay. Thầy trò huấn luyện viên Florian Kohfeldt ở những vòng đấu cuối mùa giải thể hiện phong độ tương đối cao. Trong 3 vòng đấu gần nhất, đội bóng này đang có được chuỗi bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong đó có 2 chiến thắng trước 2 đối thủ xếp ở vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng là FC Köln với tỷ số 1-0 và trận thắng đậm trước Mainz với tỷ số 5-0. Giờ chúng ta sẽ soi kèo Wolfsburg và Bayern Munich nhé. Không quá ngạc nhiên khi lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất của hai đội Bayern Munich đã áp đảo với cả 5 chiến thắng. Tuy nhiên, hiện tại về phía đội nhà, họ cũng đang có phong độ khá tốt, cụ thể thì đã có 2 trận đấu gần nhất trên sân nhà Wolfsburg đều chiến thắng. Trước Mainz và Arminia Bielefeld với tỷ số lần lượt là 5-0 và 4-0. Thực sự là những trận đấu với cơn mưa bàn thắng. Có điều đội khách lần này họ đón tiếp không phải dạng vừa khi 5 trận đấu xa nhà gần nhất. Đội khách có đến 4 chiến thắng và chỉ có 1 trận gần nhất họ bất ngờ xảy chân để thất bại trước Mainz với tỷ số 1-3. Dù Sói Xanh dù có được lợi thế trên sân nhà thì cũng khó xảy ra được kịch bản về một chiến thắng đậm đà thứ 3 liên tiếp khi đối thủ của họ là quá mạnh như Bayern. Tỷ lệ kèo châu Á hiện tại đội khách Bayern Munich đang được xếp ở kèo trên với tỷ lệ chấp 1 trái 1 trái rưỡi. Dự đoán Bayern Munich sẽ có được 3 điểm trên sân Volkswagen Arena. Hàng công của Wolfsburg thi đấu tương đối ổn ở mùa giải năm nay. Sói Xanh đã có 41 lần khiến các đối thủ phải vào lưới nhặt bóng, tương ứng họ ghi được 1,24 bàn trên trận. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng này là lý do khiến họ thất bại ở mùa giải năm nay. Trải 33 trận đấu, đội chủ sân Volkswagen Arena đã để thủng lưới 52 bàn. Phía đội khách, hàng công của Bayern Munich sở hữu các cỗ máy ghi bàn cực kỳ chất lượng khi trải qua 33 trận đấu các cầu thủ của họ ghi được 95 bàn. Tính trung bình mỗi lần ra sân các học trò của huấn luyện viên Julian Nagelsmann ghi được 2,88 bàn. Tuy nhiên, Bayern Munich trong khâu phòng ngự lại không quá xuất sắc khi để thủng lưới 35 bàn. Trong 5 lần đối đầu gần đây, số bàn thắng được ghi ở mỗi trận ít nhất từ 2 bàn trở lên. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội chủ nhà ghi được 12 bàn thắng và đội khách ghi được 10 bàn thắng. Với thế trận cả hai không có gì ràng buộc hẳn là sẽ chơi một cách thoải mái, cởi mở. Vậy nên trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay giữa hai đội hẳn sẽ cống hiến một trận đấu thăng hoa mãn nhãn người xem. Dự là sẽ có nhiều bàn thắng được ghi, chọn tài ở trận đấu này sẽ là một lựa chọn khôn ngoan. Cụ thể phạt đền xin dự đoán kết quả soi kèo Wolfsburg và Bayern Munich như sau. Dự đoán tỷ số 2-3, kèo châu Âu, Bayern Munich, kèo chấp châu Á, Wolfsburg nằm dưới 1 trái 1 trái rưỡi, kèo tài xỉu, tài 4. Trên đây chỉ là phần dự đoán, không phải một lời khuyên. Anh em hãy cân nhắc khi xuống tay và nhớ đừng quên theo dõi, like, share ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn.